5 loại ung thư phổ biến và thời gian bắt buộc phải đi tầm soát. Thứ nhất, ung thư phổi, những người từ 55 đến 80 tuổi. Thứ hai, ung thư đại trực tràng từ tuổi 45. Thứ ba, ung thư vú, phụ nữ từ 40 tuổi. Ung thư cổ tử cung, phụ nữ từ 21 tuổi. Ung thư tuyến tiền liệt, nam giới từ 50 tuổi. Kính thưa quý vị, mặc dù ngày nay khoa học kỹ thuật và y học đã tiến bộ rất nhiều, nhưng nhiều người vẫn bị phát hiện ung thư ở giai đoạn cuối khiến quá trình chữa trị rất khó khăn. Nguyên nhân là do nhiều người chủ quan, không khám định kỳ, không tầm soát ung thư. Tầm soát ung thư là những phương pháp xét nghiệm được thực hiện để phát hiện tình trạng ung thư trước khi người bệnh có bất kỳ triệu chứng nào. Việc tầm soát ung thư định kỳ rất quan trọng vì giúp bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, từ đó có hướng điều trị kịp thời nhằm chữa khỏi bệnh, kéo dài tuổi thọ. Thảo Vy xin giới thiệu 5 loại ung thư phổ biến và thời gian bắt buộc phải đi tầm soát. Đầu tiên là với ung thư phổi. Tầm soát ung thư phổi không phổ biến như các loại ung thư khác. Chụp các lớp vi tính liều thấp có thể giúp tầm soát ung thư phổi, nhưng thường không được khuyến khích trừ khi người bệnh có các yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như hút thuốc lá lâu dài. Theo các chuyên gia, việc tầm soát ung thư phổi chỉ được khuyến nghị cho những người 55 đến 80 tuổi nghiện hút thuốc lá nặng trong 15 năm kể từ khi xét nghiệm. Người nghiện thuốc lá nặng là người có tiền sử ít nhất 20 năm hút thuốc, được tính bằng số bao thuốc lá hút mỗi ngày nhân với số năm hút thuốc. Còn đối với ung thư đại trực tràng, Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến nghị mọi người nên bắt đầu tầm soát thường xuyên ở tuổi 45. Quá trình tầm soát ung thư đại trực tràng thường được thực hiện bằng xét nghiệm tìm kiếm dấu hiệu ung thư trong phân hoặc nội soi. Những người từ 76 đến 85 tuổi nên nói chuyện với bác sĩ về việc có nên tiếp tục khám sàng lọc ung thư đại trực tràng hay không. Theo các chuyên gia, người trên 85 tuổi không nên tầm soát nữa. Tiếp theo đó là ung thư vú. Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Theo thống kê, Việt Nam có 21.555 ca mắc mới ung thư vú và 9.345 ca tử vong do bệnh lý này vào năm 2020. Khám vú lâm sàng, chụp cộng hưởng từ MRI và chụp nhũ ảnh là những phương pháp giúp tầm soát ung thư vú, trong đó chụp nhũ ảnh là phương pháp phổ biến nhất. Theo các chuyên gia, phụ nữ nên bắt đầu chụp nhũ ảnh tầm soát ung thư vú từ 40 tuổi. Tùy theo độ tuổi mà tần suất tầm soát sẽ khác nhau. Phụ nữ 40-54 tuổi nên bắt đầu tầm soát ung thư vú bằng cách chụp nhũ ảnh hàng năm. Phụ nữ trên 55 tuổi nên chụp nhũ ảnh 2 năm một lần hoặc duy trì tầm soát hàng năm. Với những phụ nữ có yếu tố nguy cơ, tiền sử gia đình mắc ung thư vú, người đã xạ trị vùng ngực thì 10-30 tuổi nên bắt đầu tầm soát từ tuổi 30. Ngoài ra, ung thư cổ tử cung cũng là một trong các loại ung thư gây ảnh hưởng nhiều đến nữ giới. Xét nghiệm phết tế bào Pap smear và xét nghiệm phát hiện HPV là hai phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung thường được sử dụng. Theo các chuyên gia, phụ nữ nên bắt đầu tầm soát ung thư cổ tử cung từ 21 tuổi. Phụ nữ từ 21 đến 29 tuổi nên làm xét nghiệm phết tế bào Pap smear 3 năm một lần. Từ 30 đến 64 tuổi, phụ nữ có thể làm xét nghiệm Pap smear 3 năm một lần, xét nghiệm HPV 5 năm một lần hoặc thực hiện kết hợp cả hai xét nghiệm trên mỗi 5 năm một lần. Khi trên 65 tuổi, phụ nữ có thể ngừng tầm soát ung thư cổ tử cung nếu có kết quả bình thường trong vòng vài năm hoặc đã phẫu thuật cắt tử cung toàn bộ. Quý vị thân mến, Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo từ 50 tuổi, nam giới nên trao đổi với bác sĩ về những ưu và nhược điểm của việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt để quyết định có nên thực hiện các phương pháp này hay không. Nam giới có bố hoặc anh trai được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ở độ tuổi trẻ dưới 65 tuổi nên bắt đầu tầm soát từ 45 tuổi. Những người có nhiều người thân cùng phát triển bệnh trước 65 tuổi thì nên tầm soát từ 40 tuổi. Việc tầm soát ung thư có thể giúp bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, mọi người nên thay đổi lối sống và có những biện pháp như là ăn uống lành mạnh, tập thể dục, bỏ thuốc lá, tránh uống rượu bia, bảo vệ da, v.v. để ngăn ngừa bệnh tật. Qua video chia sẻ hôm nay, Chuyện Sức Khỏe hy vọng giúp mọi người có thêm kiến thức về việc theo dõi sức khỏe để có thể chăm sóc tốt cho chính mình và người thân. Và nếu có trạng thái nào bất ổn, hãy đến ngay trung tâm y tế để thăm khám hoặc để lại câu hỏi bên dưới phần bình luận của video. Chúng tôi sẽ kết nối với bác sĩ chuyên khoa tư vấn hỗ trợ cho quý vị. Đừng quên gửi thư về cho chương trình qua địa chỉ email chuyensukhoesantv@gmail.com để những câu chuyện đời thật của mình cùng lan tỏa đến cộng đồng vì sức khỏe của mọi người.
Chương trình Chuyện Sức Khỏe đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.